សូមសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺថាថ្ងៃនេះសប្បាយចិត្តណាស់ពុកម៉ែបងប្អូនគឺថាឆ្លៀតឱកាសពេលវេលាបន្តិចបន្តួចដើម្បីទិញទឹកសុទ្ធ 30 ឡុកមកឡុកមាន 24 10អញ្ចឹងហើយថ្ងៃរសៀលនេះរៀបចំសន្សំគឺថាសន្សំបិណ្ឌគឺថាឆ្លៀតឱកាសមកដើម្បីប្រគេនដើម្បីរៀបចំបញ្ចុះខណ្ឌសេមានអញ្ចឹងហើយឱកាសនេះខ្ញុំបកការណាខ្ញុំបាទអុកគឺថាចូលមកបំពល់វត្តរៀបចំគឺថា រៀបចំដល់ណាហើយបងប្អូនចេះជូនទៅឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនបានដឹងបានទេសនាជាមួយខ្ញុំបាទអញ្ចឹងហើយសូមអញ្ជើញពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ជើញទេសនាជាមួយខ្ញុំបាទមួយជុំព្រះវិហារក៏ដូចជាទិដ្ឋភាពវត្តភ្នៅតនីពុកម៉ែបងប្អូន Hello xin chào tất cả mọi người nha. Bữa nay Úc dành một chút thời gian Úc mua nước suối 30 lốc và buổi chiều nay Úc đem qua chùa biếu chùa Nào tình yêu chuẩn bị cơ chế khánh thành Sima đó tất cả mọi người không có được nhiều đâu, được ít nhưng mà tấm lòng tất cả mọi người. Tại vì chùa Nào tình yêu cũng rất là khó khăn nha tất cả mọi người. Chùa nằm ở gần Nam Chánh để thời thượng Trần Đề Sóc Trăng nha tất cả mọi người. Còn mấy ngày nữa là kết chế khánh thành Sima và Úc chuẩn bị Úc dành Úc chút thời gian đi qua chùa biếu nước suối cho vị sư nha tất cả mọi người. Và bây giờ sẵn tiện Úc xin mời tất cả mọi người đi một vòng ngôi chánh điện và tham quan những đồ cổ, đồ kỳ vật hồi xưa nha tất cả mọi người. Đây rất là nhiều luôn. Một hồi Úc xin mời tất cả mọi người đi qua bên đó tham quan cùng Úc nha. Xong chuyện đầm nâng ở phục mại bằng phổn cứ tha plau miền tràn plau phục mại bằng phổn miền plau việt sài để phục mại bằng phổn cứ tha tổ liên miền tên cứ tha dây ta nấu chay chay mình chậm bạch bà rộng tới cứ tha miền plau tổ liên lan chul chít ở khang vò tới phục mại bằng phổn và xin thưa với tất cả mọi người đường vào chùa có rất là nhiều đường nha tất cả mọi người, có đường đường đan cũng có đường đan 2-3 đường và đường đường lô đường gỗ nha tất cả mọi người, rất là rộng luôn. Đi vào chùa gần tới chùa luôn, không quý Phật tử quý bà con ở xa không cần phải lo lắng về đường xá nha tất cả mọi người. Một hồi Úc đi ra Úc có thể Úc quay cho tất cả mọi người được biết đường rất là rộng luôn. Và bây giờ xin mời tất cả mọi người tham quan đồ cổ đồ kỹ vật hồi xưa nha tất cả mọi người. Phục mai bằng phổ đi hai cái chia vật thổ bồ ran nó phục mai bằng phổ ôn tha vật thổ bồ ran bị đâm vậy ta របស់យើងគឺការពីមុនគឺថារបស់ពីដើមពុកម៉ែបងប្អូនសម័យគឺថាជឿនលឿនប្រអស់ចរច្រើនទីហើយគឺជាធ្វើអំពីដីដុតអឺធ្វើឡើងពីពុកម៉ែបងប្អូនគឺថាមានទៀបមានគឺថាកហួចមានអីមានកន្ទ្រោតស្រោគឺថាច្រើនណាស់ខ្ញុំ นะគឺថាខ្ញុំបាទមិនបានស្កលអស់បងប្អូនណាក្មេងចំនួនបាទនេះហើយជារបាក់គឺថាតបាល់សាវពុកម៉ែបងប្អូនបាទមានទូរទស្សន៍ពីទូរទស្សន៍ហើយវិទ្យុពីដើមទៀតគឺច្រើនមែនទែនកណ្ដូមានខេងមានរអី មានកញ្ជីញ៉ាំបងប្អូនគឺថារៀបរាប់មិនអស់ទេនេះហើយគឺជាមួយដើមនេះហៅថាសាវសាវបៃតាមហ្នឹងបងប្អូននេះហើយគឺជាថ្មថ្មនេះតបាល់បុកស្រូវបុកអំបុកបងប្អូននេះពីដើមពីដើម chiniang cổ kỳ vật hồi xưa Úc không thể biết hết nha tất cả mọi người. Đây là đồ cổ hồi xưa rất là nhiều luôn, đặc biệt có thùng xúc nha tất cả mọi người. Thùng xúc lúa hồi xưa xài thùng xúc này nha.
mọi người, không như bây giờ mình xài máy gập đập liên hợp quá. Nước cứ tha rừng cỏ cứ đặc men bôi phen ấy bốc mày bằng bốn và tha pi chơi thằng ạ và bốc mày bằng bốn đi hai cái chia về về hia tha khang bùng vọt về về hia bị chọc cái tha men wheel tổ lý ấy bốc mày bằng wheel tổ lý mình tên bát anh chơi hai xong anh chơi bọc mài bằng ôn tam nhầm và cả nhà hai nâng nhầm bát cái thà tàu mơ đòn plau chôn mà đòn vót cái thà tôi rồi thông bọc mài bằng ôn xong khăn cái thà plau chôn mò chết làn chôn mà chết vót đấy vậy ta anh chơi mò trơn cái thà chăng bữa thà chăng ngày tế vậy ta cái thà ngưng chăng ngon nào plau chăng ngày bọc mài bằng ôn anh chơi hai xong anh chơi bọc mài bằng ôn tàu tam nhầm bát mờ plau cái thà chôn mò chịt khang vọt tới bọc bằng ôn đi hai cái chia rất dân khem và cả nhà khem bát cái thà đục tức sắt máu bọc mài bằng ôn và bây giờ mình Úc xin mời tất cả mọi người đi coi đường vào chùa nha, tất cả mọi người nó rộng hay là hẹp, quan trọng là đường vô nha tất cả mọi người, và bây giờ xin mời tất cả mọi người đi theo chân Úc nha. Bát anh chân hai kem bát kutha bum bol rat mang yêu kutha đỏ lạc bung bong bong kutha đỏ plo thom plo jackasu plo jackasu nem bát kutha bum bol jay chu pip nip cho bì maha maha bung bong bong cho bì maha maha hay plo nít rat bì bì lệch hai thương bung bong 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 plo nít hai bì lệch hai thương để thầy thường mỏ chôn mỏ chua để nhà ngã ba đấy ngã ba miền miền phố bảy chữ bay hay khơi hăng sẽ đạm đại nữa cơ tha phố chùa vọt đó phong mai bằng phôn phố chùa vọt Úc xin tất cả mọi người này Úc đi nãy giờ Úc quay người cũng biết các anh tài xế cũng thấy rồi đi ra đường ruộng cái chùa nha tất cả mọi người đường này vô từ mỏ ó mỏ ó nha tất cả mọi người, mỏ ó chạy thẳng hoài tới cái ngã ba nha tất cả mọi người. Ngã ba là các anh tài xế cũng như quý Phật tử thấy cờ nha tất cả mọi người, cờ là chúng ta đi vào chùa, và đường này từ từ lịch anh chạy ra mỏ ba anh chân hỏi video nhâm ba cứ tha chua là ca bình chập hỏi video đó bằng bò chạy chun tàu bọc mày bằng bồn đang ngầm pi plau và đôi chia vót nấu tình yêu đẹp trong mình cho khăn sẽ má cứ tha đẹp trong mình chập hỏi anh chân hỏi xem ba cứ tha
chụp video hay xong chun pô bọc mai bằng phôn tàu vật chụp bắt tay nó sẽ đầy sốc sẽ đầy chậm lại từng học nha bơ sờ lại rập án để chui đăng ký kênh chui subscribe kênh mỗi bọc mai bằng phôn và bây giờ video của Úc chia sẻ về đường con đường đi vào chùa tới đây là kết thúc nha. Nếu tất cả mọi người có yêu mến xin cho Úc một lượt đăng ký kênh và một lượt like nha tất cả mọi người, xin chào tất cả mọi người nha.